Vâng, một nick có tên là Lê Hoàng Chiến có gửi Kim Thanh câu hỏi là: tôi đang có số vốn 300 triệu và muốn đầu tư một căn hộ chung cư để cho người nước ngoài thuê. Tôi ở quận Ba Đình của Hà Nội. Nhờ chuyên gia tư vấn cho tôi là nên mua căn hộ tầm giá bao nhiêu và mua ở khu vực nào để dễ cho thuê. Không biết bạn ấy có đùa không? Nếu mà 300 triệu mà mua một căn hộ ở quận Ba Đình thì chắc là khó lắm. Không biết là Kim Thanh có đọc nhầm Thì không? nói là có 300 triệu muốn đầu tư một căn hộ chung cư thì không biết đầu tư Đầu là tư nghĩa là mua đó. Thì nếu mà mua một căn hộ chung cư ở quận Ba Đình ấy, là cái quận mà đẹp nhất Hà Nội. Đẹp nhất Hà Nội, quận đấy là chỗ Lăng Bác đấy. Thì thế chỗ ấy thì là 300 toàn triệu toàn đâu có là đủ. toàn là những người làm, tức là làm chức to trong bộ máy nhà nước ở đó đó. Thì ở khu vực đó toàn là biệt thự. Và nếu như có một cái chung cư nào lọt vào quận Ba Đình thì giá của nó rất là cao. Cho nên là 300 triệu gần như không thể nào mua nổi một căn, có thể đầu tư nổi một căn ở quận Ba Đình. Chứ mình cho rằng là nếu có một căn hộ chung cư ở quận Ba Đình thì giá nó cũng ít nhất phải vài tỷ. Vài tỷ. Ít nhất là phải 5-6 tỷ chứ. Thì như vậy thì rất khó có thể 300 triệu mà mình lại đầu tư căn hộ 5-6 tỷ. Tức là mình chỉ có khoảng độ chưa đến 10%. Chưa đến 10% thì khó quá. Thì có thể là bạn nên đầu tư ra vùng ngoại ô một chút, mà là 300 triệu bạn mua như chung cư ở phía ngoại ngoại một chút, như là mấy cái quận mới thành lập, quận Từ Liêm hay là quận Cầu Giấy gì đó, thì có thể có những căn hộ khoảng độ 1 tỷ mấy, 2 tỷ. Thì bạn có 300 triệu thì bạn mới có thể mua được. Vì nếu mà bạn vay ngân hàng thì họ chỉ cho vay 70% thôi. Như vậy có nghĩa rằng là bạn có 300 triệu, bạn chỉ mua, ngân hàng cho bạn vay 70%, có nghĩa là bạn chỉ có thể mua được căn hộ khoảng tỷ 8 thôi. Thì căn với những căn hộ khoảng 1 tỷ 8 thì bạn phải ra các cái quận ngoại ngoại ô một chút xíu.